Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2013. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 11 của Kinh Di Giáo. Bài này có cái tên là Nhiếp Niệm và Trụ Tâm, tức là nhiếp tâm trong chánh niệm và an trú trong thiền định. Và chúng ta dịch một cách rất là Việt Nam, đó là nhiếp niệm và trụ tâm. Mình đọc nguyên văn cái bản dịch trước. Tỳ kheo các ông, cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trợ, không bằng không quên chánh niệm. Nếu có người không quên chánh niệm, các giặc phiền não sẽ không vào được. Thế nên các ông thường phải nhiếp niệm tại tâm. Nếu để mất niệm sẽ mất các công đức. Nếu niệm lực được vững chắc, tuy vào trong giặc ngũ dục cũng không bị chúng làm hại. Thí như mặc giáp vào trận thì không còn phải lo sợ điều gì. Ấy là công đức không quên chánh niệm. Mình giải thích để cho nó dễ hiểu trước rồi chúng ta đi vô từng cái phân đoạn. Cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trợ, không bằng không quên chánh niệm. Nó hàm nghĩa như thế này, tức là mình nương tựa với các bậc thầy bên ngoài, rồi nương tựa với những người cư sĩ hộ đạo, vân vân. Tức là nương tựa vào thế lực bên ngoài, từ thầy, từ bạn, cho tới cư sĩ, cho tới đời sống vật chất, vân vân. Thì nó không bằng mình nương tựa với tự thân mình. Và nương tựa với tự thân mình có nghĩa là an trú trong cái chánh niệm tu tập, gọi là nương tựa với tự thân. Đoạn thứ hai là nếu có người không quên chánh niệm thì các giặc phiền não sẽ không vào được. Nó hàm một cái ý là khi cái niệm lực tu hành của chúng ta mà nó vững, nó liên tục, nó được xây dựng như một cái vòng tròn liền lạc, không có một kẽ hở nào, thế thì không có một cái loại phiền não nào nó có thể xâm phạm được. Nó cũng có hàm một cái nghĩa là không có một loại phiền não nào bên trong của các vị mà sinh khởi được cả. Tức là buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, sầu muộn gì từ bên trong nó không có khởi nổi. Nó không có khởi nên nó tác hại. Rồi những cái tác dụng bên ngoài, như người ta chọc phá, như người ta gây sự, như người ta chà đạp mình, phải quỷ nhục mình, nó cũng không có xâm phạm được. Và câu thứ ba, Đức Thế Tôn dạy rằng là các ông, tức là các thầy tỳ kheo, phải nhiếp niệm tại nơi tự tâm. Nếu để mất niệm thì sẽ mất các công đức. Nó hàm một cái nghĩa là chúng ta chỉ cần tu một việc thôi, tức là an trú được trong chánh niệm thôi, thì nó sinh trưởng ngàn vạn công đức lành. Thậm chí là quả Bồ Đề Niết Bàn hay là quả Chánh Giác, tức là Phật quả, cũng từ cái công phu nhiếp niệm mà thành tựu. Rồi các cái công trình Phật sự lớn hay nhỏ, trong cái công việc độ sinh, hoằng pháp, giảng dạy, hay là nói một cách cụ thể là mở chùa, nhiếp tăng, độ chúng, vân vân, hay là giáo hóa người, nó cũng từ cái công đức nhiếp niệm mà thành tựu. Nếu để mất niệm sẽ mất các công đức. Nếu mà mình không có khả năng nhiếp tâm trong niệm lực để tu tập được, thì thưa các vị, điều thứ nhất là mình không tạo công đức lành được. Điều thứ hai là tất cả những công đức mình đã có trong quá khứ tới hôm nay mình cũng phá vỡ luôn. Hay ví dụ một cách dễ hiểu là thế này: trong cái công trình làm đạo của mình gầy dựng thì rất là khó, thế nhưng mình phá đổ thì nó rất là dễ. Xây dựng uy tín một người tu thì nó rất là khó, nhưng mà chỉ cần các vị nổi cơn thịnh nộ một lần, hay là các vị khởi tham khởi sân một lần, thế thì tất cả niềm tin của người Phật tử các vị đã dày công xây dựng lâu nay nó đổ vỡ hết. Do vậy cho nên an trú trong niệm lực để tu, an trú trong niệm lực để hành đạo, an trú trong niệm lực để giáo hóa người, nó vô cùng cần. Tại vì nếu mình sơ sẩy, mình mất chánh niệm chừng 2 phút thôi, thì
thì nó đổ vỡ hết cái công trình phước đức của mình nó tạo trong 30 năm. Và điều này nó vô cùng dễ hiểu chứ không có gì khó hiểu cả. Mình hình dung rằng mình cất một cái nhà là mình phải để dành tiền, mình phải xây dựng mất năm này năm kia, nhưng mà đốt nhà thì nhanh lắm, một mũi lửa là cháy liền. Thì cái câu kinh Đức Phật dạy nó hàm ý nghĩa là như vậy. Rồi đoạn kế: nếu niệm lực được vững chắc, tuy vào trong giặc ngũ dục không bị chúng làm hại. Khi mà có cái năng lực chánh niệm vững chắc rồi thì thưa các vị là không có một cái loại dục lậu gì, hay cái loại thèm muốn, thèm khát tham muốn gì của nhân thế nó câu nhử các vị được cả. Nó không có cách gì làm lay động tâm các vị được, như tiền tài ngũ dục vân vân. An trú trong chánh niệm thì mình giống như cái tay của mình nó không bị thương tích. Thế thì mình có thọc vô nước muối nó không có rác. Và kinh Phật ví dụ đó là khi tay mình lành lặn thì có thể nhúng vào thuốc độc, thuốc độc cũng không có xâm phạm, không có làm chết mình được. Nó hàm nghĩa như vậy. Thí như mặc giáp vào trận thì không phải lo sợ điều gì. Giống như một chiến binh mà ra trận thì mặc áo giáp thì tên, đạn gì không có thể đâm phủng được. Và một chiến sĩ ra trận mà không có áo giáp là một, không có vũ khí là hai, thì phơi thay ra đó cho kẻ thù nó giết chết. Người tu cũng thế. Và cái vũ khí của người tu nó vô cùng là gần, và nó cũng vô cùng là dính liền với da nữa chứ không có rời. Nó là chánh niệm của chúng ta. Và cái câu kết đoạn này là: ấy là công đức không quên chánh niệm. Tức là một cái chánh niệm thôi mà nó thành tựu ngần đó công đức, thành tựu ngần đó cái năng lực, giúp cho các vị tu tập thành tựu đức hạnh, giúp cho các vị có thể làm đạo được vững vàng, giúp cho các vị tiến thẳng vào quả vị giác ngộ giải thoát. Đó là một đoạn đầu của bài thứ 11 đây. Đoạn thứ hai, đoạn thiền định, mình đọc giải thích luôn rồi chúng ta sẽ đi vô chi tiết. Này tỳ kheo các ông, nếu người nhiếp tâm thì tâm ở trong định. Vì tâm ở trong định nên có thể biết được pháp tướng sinh diệt trong thế gian. Cái ý đầu tiên mình nhận hiểu nơi đây đó là khi an trú được trong chánh niệm thì các vị dễ phát sinh định. Ở nơi đây thì không có nói tỏ tường hơn, nhưng mà khi có niệm thì có định và có tuệ nghe. Các vị thấy cái tiêu ngữ của làng Mai là niệm định tuệ. Niệm là giới luôn, giới định tuệ, nhưng niệm cũng là giới luôn. Thì thực là khi người ta có chánh niệm thì thưa không có phạm vào những lỗi nhỏ lỗi lớn gì cả. Tại vì ngay tâm thức an trú trong niệm thì không còn một giấy khởi phiền não nào sinh trưởng, cho nên tự thân niệm là giới á. Cho nên cái từ nhiếp tâm thì tâm ở trong định, nó hàm cái nghĩa là khi an trú được trong chánh niệm từng sát na một thì định nó phát sinh, tự nó phát sinh chứ không cần làm gì thêm để có định cả. Và người ta chia ra hai tầng định, một là loại trú và xả, hai đó là lúc nào cũng ở trong định hết. Thì hai loại định này thưa các vị người tu chúng ta cần là định thứ hai, tức là luôn trú trong định, không có xả, không phải xếp chân kiết già mới định, mà đi tới đi lui, làm việc, nấu ăn, quét nhà, sinh hoạt mọi thứ tâm đều an trú trong chánh niệm thì có định. Và vì tâm ở trong định nên có thể biết được pháp tướng sinh diệt trong thế gian. Kỳ thực là người ta chưa cần có định đâu, người ta có được cái sự an tĩnh nhất định của tâm thôi. Tức là tâm người ta nó không có loạn, nó suy nghĩ lung tung, nó nghĩ vẩn vơ,
ta luôn có một cái trạng thái an tĩnh thì mọi việc ở trên trần thế này đến với họ, họ phán đoán rất là dễ. Họ có một cái trực giác vô cùng bén nhạy, quyết định việc nên làm, việc không nên làm trong vòng một tích tắc, và họ có thể đưa ra những quyết định nó vô cùng sáng suốt. Còn mình mà tâm nó lăng xăng vô cùng, nó trạo cử vô cùng, nó nhảy đông nhảy tây, nó nhớ quá khứ, nó nhớ tương lai, và nó chất nặng ưu tư phiền muộn, thì thưa các vị, nó sẽ tối mù như cái hũ người ta đóng nút lại vậy đó. Hay là căn nhà không có đèn, không có một chút ánh sáng nào có thể phán đoán được sự việc một cách đúng đắn cả. Càng là người lớn, tức là càng là người lãnh đạo, thì cái sự phán đoán của họ nó càng nhạy. Cái quá trình này nó phải tự nhiên phát triển như vậy thôi, là mình tu tập tới lúc vững vàng rồi thì mình phải có năng lực định. Nó bắt buộc phải vậy thôi. Còn nếu đến một cái lúc nào đó cái tuổi của các thầy cô đã lớn mà không có được cái năng lực định đó, thế thì nó thiệt thòi vô cùng cho chính từ thân mình và cho người khác. Người ta cho phép những người trẻ sốc nổi, cho phép những người trẻ quyết định sai lầm. Thế nhưng mà với người lớn thì thưa các vị, những quyết định sai lầm của mình nó không phải tác hại cho chính mình, mà nó còn tác hại cho rất là nhiều người. Và càng là vị thầy có uy tín lớn bao nhiêu thì cái định lực phải giàu, phải mạnh bao nhiêu. Bằng không thì mình dẫn luôn cả một cái truyền thống tu, mình dẫn luôn cả một cái già lam tự viện, mình dạy sai lầm cho đồ tôn đệ tử. Do vậy cho nên cái ý thứ nhất là người càng tu thì cái bước tiến tâm linh họ phải tiến bộ, bằng không thì nó tác hại vô cùng. Điều thứ hai, tâm trú ở trong định rồi thì mọi việc giải quyết nó mới thông suốt được, nhìn được pháp tướng sinh diệt. Điều thứ ba, thưa các vị, tâm trú trong định rồi thì đối với các pháp ở trần thế này mình không có chấp trước, mình không có dính mắc. Cái điều này nó rất là dễ hiểu, là vì trong nhân gian này mọi pháp nó sinh diệt, nó đến đi, nó mất còn rất là tự nhiên thôi. Không có cái gì sinh mà không diệt, không có gì thành không hoại, không có gì thịnh mà không suy cả. Những tổ đình ngày xưa có khi là 1000 chúng, thế nhưng mà rồi qua cái thời thịnh thì nó vẫn suy, suy đến nỗi là không có một bóng người. Đó là mình nói về vấn đề nhân sự. Rồi cái vấn đề vật chất đời thường thì có những tổ đình nó bị hỏa hoạn tới 5-10 lần. Xây dựng nó nguy nga, nó tráng lệ, thế rồi bị cháy. Rồi người ta phải xây dựng lại. Do vậy cho nên người tu có được cái định lực nhất định đó, thì cái điều đầu tiên đó là họ tùy vào cái duyên làm đạo, họ làm được thì họ làm cuồn cuộn như là sóng biển gầm gừ, như tiếng hải triều âm cuồng nộ. Thế nhưng mà không được thì họ làm một dòng sông yên bình phẳng lặng, như biển thanh bình, không có xôn xao, không có nóng nảy, không có bức đầu bức tai, không có khổ sở gì về cái chuyện thành và bại cả. Làm hết trái tim mình, làm bằng cả tấm lòng, nhưng mà thành hay bại còn là cái duyên của chúng sinh nữa. Thế cho nên có định mới nhìn được các pháp tướng sinh diệt trong thế gian là như vậy. Còn không có định lực, tức là không có trí tuệ, thì mình chấp chặt vào việc thành công của mình, mình không chấp nhận cái chuyện đó là thất bại. Chấp nhận cái chuyện người ta đến, không chấp nhận cái chuyện người ta đi. Và đến đi giữa trần đời này, thưa các vị, nó là chuyện rất bình thường. Họ thương mình, họ ghét mình cũng là chuyện bình thường. Họ đến họ làm đệ tử mình, rồi họ quay lưng, họ bỏ mình cũng là chuyện bình thường nữa. Thế thì có định lực thì mới đi ngang qua được những tầng này. Bằng không thì mình lỡ độ cho 50 người xuất gia, thế rồi nó chán mình, nó bỏ mình đi, cái mình khổ, thì nó rất là tội cho mình. Cho nên mọi công trình Phật sự được đặt trên cái nền của chánh niệm là một, phát triển định là hai, có trí tuệ là ba, là như vậy. Rồi có được định thì mới phát sinh trí tuệ.
rồi mới nhìn được các pháp sinh diệt như thực tại của nó, tức là như bản chất của mọi việc. Thế thì các vị sẽ lắng động tâm thức, không có bị sao động buồn giận ghét thương, không có khốn khổ vì bất cứ chuyện chi cả. Rồi câu kế tiếp: thế nên các ông phải thường tinh tấn tu các thiền định. Nếu được định rồi thì tâm không còn tán động. Cái công phu tu của chúng ta, thưa các vị, nói thì nó nhiêu khê, học trăm kinh nghìn sách, nhưng mà có những cái chủ đích phải thành tựu đó. Một là củng cố nỗ lực chánh niệm cho vững. Hai, chánh niệm đủ vững thì định phát sinh. Và trong lúc chánh niệm và định có mặt thì đồng thời tuệ giác có mặt. Đây là ba cái định chuẩn gọi là tam vô lậu học. Từ lớp sơ cơ cho tới các vị Bồ Tát đều phải học. Từ một thầy tu mới xuất gia cho tới một vị lão hòa thượng cũng phải học điều này. Chứ đừng nghĩ rằng mình tu đến cái bậc lớn rồi, làm thầy thiên hạ rồi là thiếu ba cái điều này, thứ không. Đây là định chuẩn ngàn đời của tăng sĩ. Và khi mình có được cái định lực rồi thì tâm nó rất là yên, rất là bình, rất là phẳng lặng. Nó không có bị sao động, không bị bất an. Mình an ổn ở trong chúng, mình an ổn đi xuống phố, mình an ổn trong thiền đường, mình an ổn khi đi làm việc. Mình cũng bình an khi đi bất cứ nơi nào. An ổn lúc bình thường là chuyện dễ rồi, nhưng an bình tĩnh lặng lúc bị người ta làm xung động, lúc người ta tác động, lúc người ta nói thị nói phi, lúc người ta ghét thương, vân vân, thưa các vị, lúc đó mới là lúc quan trọng. Bình thường tâm thức của chúng ta nó yên bình, nó tĩnh lặng là chuyện rất là dễ. Thế nhưng mà cái điều đó thì ai làm chẳng được. Cho nên hơn nhau ở chỗ là giữa chiến trường lằn tên mũi đạn mà ta yên bình tĩnh lặng, lòng bất động, lòng không có gợn sóng mới là cái công phu của một người tu. Hay nói một cách khác, lúc bình thường mọi thứ thành công đến với ta, người ta khen nức nở thì chuyện nó bình thường rồi, chuyện nó vui là bình thường rồi. Nhưng mà cái lúc người ta chê, ta phỉ nhổ, ta chà đạp, ta quỷ nhục, tâm của mình nó không có gợn một tí sóng nào, thì lúc đó mới là quan trọng. Lúc đó mới đánh giá là một người tu thật hay là tu chơi chơi. Thí như người giữ nước khéo giữ đê điều cũng thế. Hành giả vì nước trí tuệ khéo tu thiền định khiến cho không bị chảy mất. Ấy là công đức thiền định. Ví như người ta làm ruộng, thưa các vị, người ta phải tát nước vô ruộng và họ giữ cái mực nước. Nếu nước cạn thì lúa chết hết và không có bông. Cho nên đưa nước vô ruộng rồi, đê điều phải chăm sóc từng ngày, có khi mỗi ngày đi 2 vòng. Và cái kỳ lạ thay là đưa nước vô ruộng thì vô cùng cực nhọc. Ngày xưa người ta tát bằng gào. Tôi không biết là đây các vị có hình dung ra được ngày xưa người ta tát nước vô ruộng ra làm sao không, không biết. Có 2 loại gào, một loại là gào sòng, một loại là gào dai đó. Gào sòng thì một người tát thôi. Ai biết gào sòng? Cũng không biết. Gào dai, biết luôn, có tát chưa? Thấy chưa làm. Đâu có biết cái nỗi cực nhọc của người nông dân ra làm sao. Phải tát thì mới biết cái nỗi cực nhọc. Họ tát ngày tát đêm vô ruộng á, chứ không phải là dùng máy móc, dùng máy bơm gì đâu, thưa các vị. Đời sống người nông dân ngày xưa là như vậy đó. Và khi họ tát nước trên ruộng mà cả cánh đồng nó nhiều mẫu đất như vậy, thì hình dung là nước bao nhiêu, đây là các vị biết là biết bao nhiêu ngàn mét khối nước mà nói. Và mỗi ngày đều phải tát, tại vì sức nắng nó bốc hơi cũng khiếp lắm. Thế cho nên cái điều nó vô cùng cẩn trọng đó là mỗi ngày họ đi vòng quanh vậy là 3 lần. Tại vì có một con cua thôi, nó đào cái hang ngang đê thôi là nó chảy sạch nước. Cho nên phải nhìn rất là kỹ đê điều.
thấy có một cái dòng nước bé xíu nó rịn ra là người ta phải tìm, người ta lắp lại. Và cái ví dụ này thưa các vị rất là hay. Định nó là đê điều vô cùng, vô cùng chắc chắn. Nếu có một cái lỗ nhỏ thôi dưới con đê thì chắc chắn là nước trí tuệ chảy sạch. Và công đức thiền định nó sinh ra trí tuệ là một. Và nó có khả năng nó làm cho chúng ta an ổn vững vàng trong các cái công trình tu tập, công trình làm đạo, công trình đối phó với ngàn việc khó khăn của trần đời này. Và đây là hai đoạn kinh của bài Kinh Di Giáo thứ 11 rất là hay. Đó là mình giải thích để cho các vị dễ hiểu về nội dung của hai đoạn kinh. Trước tiên là mình có một cái gợi ý cho các thầy cô chiêm nghiệm điều này. Hai cái nét gợi ý thứ nhất. Cái nét gợi ý đầu đó là cái liên hệ của niệm định tuệ. Có nơi gọi là giới định tuệ nữa. Và thánh quả giải thoát. Cái điều đầu tiên mình gợi ra nơi đây đó là thế này. Có niệm định tuệ là có giải thoát nghe. Thánh quả giải thoát hay là trạng thái niết bàn hay là công phu tu tập làm đạo vân vân, nó đặt trên nền tảng này. Không có cái này thì mọi thứ đều đổ vỡ. Không có niệm, không có định, không có tuệ thì sẽ không có thánh quả giải thoát. Cạn là không có cái công trình thành tựu làm đạo, giảng kinh thuyết pháp, hóa độ người, tiếp tăng độ chúng, hướng dẫn Phật tử tu tập vân vân, nó đều đặt trên cái nền tảng này. Và tùy mức độ sâu cạn của người ta, ví dụ như niệm định tuệ mà sâu thì cái năng lực làm đạo nó đủ rộng, mà niệm định tuệ cạn thì cái năng lực làm đạo ta nó cạn. Thứ nhất là do vì niệm định tuệ nó sinh trưởng phước lành. Điều thứ hai, nó sinh trưởng tuệ giác. Điều thứ ba, nó làm cho người ta trở thành người có bản lĩnh trong mọi công trình làm đạo. Không có một bậc thầy nào làm đạo, không có bậc thầy nào nổi danh, hóa độ được nhiều người, đóng góp được cái công trình kiến tạo Phật Pháp, xây dựng Phật Pháp, làm cho Phật Pháp trường tồn mà không có cái nền nó là niệm định tuệ cả. Cho nên mình đừng trách cứ là tại sao tôi làm không được việc, tại sao tôi không nổi danh như thầy A, thầy B, tại sao tôi không được người ta quý trọng. Thưa các vị, mình phải trách là tại vì cái nền niệm định tuệ của mình nó chưa đủ. Đơn giản vậy thôi. Và với người có tu học á, thì thưa các vị, khi họ chưa có đóng góp được gì cho đạo, tức là lúc bình thường đang làm một thầy tu bình thường hay sư cô bình thường, chưa có ai biết đến, chưa có được người ta quý trọng, thương yêu và nổi danh, thì họ biết rằng là cái việc phải làm đó là đây là thời điểm vô cùng quan trọng để tu tập. Cho nên không nệ hà, không bỏ phí một giờ khắc nào tu tập cả. Tại vì cái lúc người ta chưa cần mình thì mình có rất nhiều thìa để tu. Thế nên lúc đó là lúc họ vô cùng thích thú. Thấy là mình được bỏ quên, mình đã thành người giữa cuộc đời này mà không ai trọng vọng hết. Cho nên mình có nhiều thời gian, nhiều cơ hội để mình luyện tâm, để mình làm dày cái phẩm chất niệm định tuệ, để mình làm cho cái năng lực học Phật Pháp của mình nó chín mùi và nó già dặn. Cái định lực của mình nó sâu dày và cái trí tuệ mình nó phát triển. Giống như người ta tát nước vào ruộng vậy, người ta tát càng ngày càng nhiều hơn để cho lúa người ta chín. Thì với người biết tu á, lúc bình thường không nổi danh, lúc bình thường chưa làm Phật sự được, họ còn là một người vô danh tiểu tốt. Nói theo một cái từ dễ hiểu đó là không có danh gì với núi sông cả. Đó là giai đoạn vô cùng hạnh phúc.
Thế rồi tới một lúc người ta bắt đầu dùng mình được, tức là có chút uy tín là người ta mời đi giảng kinh, đi thuyết pháp, đi mở khóa tu. Tới lúc thầy mình cảm thấy năng lực của mình đủ giàu rồi, cất nhắc mình lên làm người làm trong Nam một già lam tự viện, thì lúc đó người ta đủ chín chắn là một có niệm, có định, có tuệ đủ dày, cho nên lúc đó người ta có được cái năng lực rất là giàu để làm đạo và làm hết nhiệt tình. Điều thứ hai, khi năng lực niệm định tuệ đã giàu đã dày rồi, thưa các vị làm sư anh sư chị hay là người trụ trì á, tự nhiên có đức hạnh. Là sao? Không ganh tị, không nhỏ nhoi, không thù vặt, không thấy em mình nó thông minh hơn mình rồi mình đè đầu nó, mình sát hại nó, không có chuyện đó. Còn nếu niệm định tuệ mình chưa đủ thì thưa các vị, mình lỡ làm người lớn là thấy cái đứa nào mà nó thông minh, nó vừa bước vào chùa là chết, chắc chắn là mi không thể tu được, khôn thì đi về đi. Tâm nó rất là ác độc, đúng nó là như vậy đó, cái từ mình dùng không có sai đâu nghe. Không lo tu luyện lúc bây giờ thì đến lúc Phật pháp nhờ các vị, mà các vị không có tài, không có niệm định tuệ thì các vị trở thành người vô cùng cay độc, rất là tội cho thế hệ tương lai của chúng ta. Và thông thường trong già lam á, nó không phát triển được là do cái tình thế như vậy, do cái văn hóa như vậy đó. Mình không muốn ai giỏi hơn mình, rồi lỡ làm thầy thì cái chuyện này nó cũng phát sinh là không muốn học trò giỏi hơn mình, không chấp nhận được cái chuyện học trò giỏi hơn mình. Cho nên cái ý đầu, thưa các vị, tùy vào cái năng lực niệm định tuệ của các vị dày bao nhiêu mà cái công trình làm đạo của các vị, công trình đóng góp của các vị, công trình cống hiến của các vị nó giàu và nó rộng bấy nhiêu. Và nếu người biết tu thì lúc chưa có danh chi, chưa dùng được thì họ tu miệt mài, tu vô cùng nghiêm túc để làm dày năng lực niệm định tuệ. Và lúc Phật pháp cần, lúc nhờ được thì họ đem hết trái tim của họ ra, họ cống hiến, họ đem máu họ trải dưới chân này, họ đem cả một đời sống của họ cống hiến cho đạo để đền ơn Tam Bảo. Đó là trường hợp thứ nhất. Thế rồi có trường hợp thứ hai không? Có đó. Trường hợp thứ hai là chi? Đó là mình mới tu, Phật pháp chưa cần tới mình, chưa ai tin tưởng mình, mình chưa đóng góp được chi, thì mình nói tại sao mọi người không biết tới tôi, tại sao mọi người không nhận ra tôi, tại sao tôi như thế này mà họ không dùng tôi chứ, họ không biết tài tôi chứ. Mà mình có tài đâu, mình có phước chi đâu. Niệm định tuệ mình chưa có cho nên nó chưa sáng đó thôi, thưa các vị. Người xưa có một câu là khi cái mũi nhọn mà bỏ trong đải á, thì nó tìm mọi cách nó thò cái mũi nhọn nó ra thôi. Các vị hình dung là các vị bỏ cái tuột vít thôi, nó chưa phải là mũi nhọn đâu, trong một đải các vị. Các vị đi tới đi lui thì cái tuột vít nó cũng tìm cách nó thò mũi nhọn nó ra ngoài rồi. Người có tài tự nhiên người ta biết đến. Thế cho nên với người bất tài thì họ chưa có điều kiện phát triển, thì họ trách trời, trách người, trách thầy, trách anh, trách chị. Họ phiền giận người, quán trách đời. Và tâm thức họ luôn chìm trong nỗi cay đắng và ganh tị. Thế rồi, họ lỡ làm người lớn thì chuyện gì phát sinh? Họ sát phạt không thương tiếc những người thế hệ sau đến với họ nghe. Nếu lỡ họ là sư chị của ta thì họ sợ mình thông minh nè, thầy yêu bạn mến nè, họ tìm cách họ đẩy lui mình ra. Họ tìm cách họ sát hại mình trước khi mình xuất gia nữa kia. Và chuyện này nó xảy ra vô cùng là tự nhiên, vô cùng là tự nhiên. Có không vậy? Hay là mình nói thêm? Và tâm thức người ta, thưa các vị, nó càng chật bao nhiêu thì nó càng giết người đó bấy nhiêu, chứ nó không ít lợi gì cả. Anh cưu mang cái nỗi ganh tị, nỗi cay đắng, nỗi ghét vơ người thì thưa, ta tự chuốc độc ta từng ngày, ta tự đầu độc đời sống ta từng ngày. Tội cho chính ta chứ không phải tội cho ai cả. Kỳ thực là nếu những cái kẻ thông minh và nó biết tu thì thưa các vị, thách có trời đè đầu nó cũng cất đầu lên được. Cái lạ là như vậy, người ta có phước, người ta có cái năng lực, người ta có trình độ tâm thức. Thế thì không có cách gì hủy diệt được người ta.
Thế cho nên thưa đại chúng, cái thiệt thòi vô cùng của già lam tự viện của chúng ta không phát triển được là do vì mình không có nuôi dưỡng được thế hệ tương lai, thế hệ trẻ. Và đa phần không nuôi dưỡng được là do vì những người lớn đó, tâm thức của họ chật chội, hẹp hòi, ít tu, ít học. Tâm thức nó vô cùng là keo kiệt. Thế cho nên thế hệ người lớn nuôi thế hệ nhỏ thì không phát triển được. Và cái tình trạng như thế này, thưa các vị, sẽ tới một lúc Phật Pháp tiêu trầm, không có cách chi để mà tồn tại, vươn vai lên được đến chiều cao, đóng góp được gì cho đời cả. Cho nên cái điều mình muốn thưa đó là thế này: cái năng lực niệm định tuệ này mà dày bao nhiêu thì cái công trình làm đạo lớn bao nhiêu. Và cái điều này, thưa các vị, ta phải tự trui rèn, nuôi dưỡng, tự làm cho ta đầy lên từng ngày, chứ không có thầy nào, không có thần linh nào, không có anh chị nào giúp cho ta được từng ngày đâu nghe. Nó là như vậy đó, chắc lắm. Thưa, cái việc tu anh phải tự nỗ lực vô cùng là cá nhân thôi. Cái việc học của anh cũng thế. Tất nhiên là trong cái tính tổ chức, chúng ta phải hòa thuận với tăng đoàn. Cái điều này thì phải phát sinh, điều này nó rất là tự nhiên. Nhưng mà ngoài cái tính hòa thuận với tăng đoàn, các vị đều phải nỗ lực rất là cá nhân. Tại sao? Tại sao? Cái chuyện rất là tất nhiên là thế này: mỗi người có nghiệp thức riêng nha. Các vị không hề đồng đẳng với nhau về chiều cao, về cân nặng. Thế thì cái phần tinh tế đó là về phần tâm thức, nghiệp thức của các vị không hề giống nhau như cá mè một lứa. Có sâu, có cạn, có nhại và có cùng lục, chứ không phải giống nhau. Một bài pháp của sư ông giảng, thưa các vị, chúng ta không thể thấm nhuần giống như nhau hết được. Thế cho nên đối với người căn cơ bén nhại, nghiệp thức còn mỏng, thì họ tu phất phơ chơi rất là nhẹ nhàng, như họ thành đạt. Còn chúng ta nghiệp đã dày, năng lực trí tuệ ta không có, ta nghe ta rất là mù mờ, thế thì làm sao có thể giống như nhau được. Do vậy cho nên thưa các vị, về mặt tổ chức mà nói thì đúng là chúng ta hòa hợp như nước với sữa, cùng đi về một hướng, cùng chảy như một dòng sông. Nhưng mà về mặt nỗ lực cá nhân thì đây là bài kinh Di Giáo nghe, không có thiện tri thức nào bên ngoài để anh nương tựa, để thành tựu được quả chánh giác. Không có một người ngoại hộ nào giúp anh để anh có thể tu tập thành đạt được đạo quả. Mà cái điều vô cùng cần thiết phải nương, đó là nương vào chánh niệm tự thân để tu. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái nền niệm định tuệ này nó đưa các vị thành đạt thánh quả giải thoát. Chưa có một vị Phật nào, chưa có một vị thiền sư nào, hay chưa một bậc thầy lớn nào mà không xây cái nền niệm định tuệ mà có thể thành đạt được sự giải thoát. Thế cho nên chia hai tầng: cạn, đó là thành tựu đức hạnh tự thân, thành tựu nội lực tự thân, thành tựu con đường làm đạo tự thân. Và cụ thể hơn đó là anh thành danh, anh trở thành bậc thầy lỗi lạc, anh được ngàn vạn người kính trọng, anh dạy đạo khắp thiên hạ cũng trên cái nền niệm định tuệ này. Thế rồi quay vào bên trong tự thân, anh thành đạt được giải thoát, chứng nghiệm được niết bàn cũng từ cái nền niệm định tuệ này. Đó là ý thứ nhất gửi ra đây. Ý thứ hai, thưa các vị, niệm định tuệ là pháp hành căn bản của các truyền thống tu trong đạo Phật: Đại thừa, Tiểu thừa,
hay là bất cứ dòng tu nào, thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, vân vân, không có tông nào không lấy cái nền này làm nền tảng căn bản cho tu và học, tức là cho cái công phu thực tập và học vào kinh điển lời giải Đức Thế Tôn, tức là học và hành, giải và tu đều đặt nền tảng trên ba phần này thôi. Nó vô cùng là căn bản. Ba cái từ này thì giới định tuệ, niệm định tuệ thì nghe người ta đọc thuộc liền. Thế nhưng mà nó phải đi theo đời sống tu của các vị để hành trì, một đời chưa đủ thì ngàn vạn đời cũng phải đi vào con đường giới định tuệ. Và giới định tuệ nó là, nó chia ra hai tầng. Giới định tuệ là pháp, là tam vô lậu học. Người ta gọi cái từ tam vô lậu học, tam vô lậu học. Tại sao gọi nó là tam vô lậu học? Tam là ba rồi. Vô lậu nghĩa là không còn phiền não, không còn khổ đau, không còn hạt giống sinh tử gì nữa. Ba môn học này nó có công năng là tẩy gội phiền não, tẩy gội khổ đau, tẩy gội nghiệp chướng, tẩy gội nghiệp thức để tái sinh, chấm dứt tất cả những cái loại nghiệp thức lăng xăng trong tâm thức của anh, chấm dứt hết tất cả những cái hạt giống để anh thọ sinh lại giữa trần đời này, làm cho anh ngay một đời này chứng nghiệm được thể niết bàn bất động. Cho nên gọi nó là tam vô lậu học là như vậy. Đó là hai ý mình gọi ra nơi đây. Thế là đi vô cái nội dung của bài này. Cái phần nội dung chúng ta khai triển ra mấy vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất, đây là cái phần một nha. Đây là cái phần niệm thôi. Phần đầu niệm. Vấn đề thứ nhất, chúng ta xác định đây là cái pháp thực tập căn bản. Niệm là một pháp thực tập vô cùng căn bản. Chưa nói con đường thiền tập của Đức Thế Tôn dạy. Ví dụ như những pháp hành trì rất là phổ thông và nó mang cái tính quần chúng nhất là pháp môn niệm Phật thôi, thì người ta đã phải niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật râm ran rồi. Rồi các vị đi vô các truyền thống tu khác, ví dụ như Kitô, ví dụ như Hồi giáo, có niệm không? Niệm. Trước khi ăn, chắp tay niệm những cái câu trong thánh kinh của Chúa Kitô. Thậm chí trước khi ngủ, mình nhìn những gia đình tín hữu Kitô coi là này bố, này mẹ, này con, nó quỳ bên giường, nó chắp tay, nó cũng niệm, tụng một bài kinh ngắn là leo lên ngủ. Thế thì thưa các vị, nó có hai phần niệm. Một phần là niệm ra tiếng, hai là niệm thầm trong đây, mà mọi truyền thống tôn giáo đều đi vô. Dù tu mức độ cạn, đó là tu để có an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời, để có được một cái tâm lành thiện, có được một xã hội hòa bình thịnh vượng, thì cũng đi vào phần niệm. Rồi muốn hồi hướng năng lượng lành cho chúng ta, về người thân chúng ta, thì chúng ta cũng cần sử dụng năng lượng niệm, tức là khởi tác ý, khởi ý thức hướng về người kia, rải tâm từ đến đối tượng kia. Do vậy niệm từ thô cho tới tinh tế, thưa các vị, tùy vào những truyền thống tâm linh đều ứng dụng niệm để tu tập. Đây là điều rất rõ ràng, không một truyền thống tâm linh nào không đi vô bằng con đường này. Riêng trong đạo Phật, thưa các vị, là thiền tông, tịnh tông, mật tông, vân vân đều đi vô bằng niệm. Thiền tông thì niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Tịnh độ tông thì niệm A Di Đà Phật. Mật tông thì niệm mật chú. Thế thì cũng đi vào bằng con đường niệm. Thế cho nên ta xác định đầu tiên là niệm là pháp môn thực tập vô cùng căn bản. Thế nhưng mà đi vào cái tinh thần kinh văn đoạn đầu thì Đức Thế Tôn xác định là cầu thiện tri thức. Phần B,
là cầu thiện hỗ trợ. Ở phần C mới khéo tự nhiếp niệm thôi. Hai phần trên, trong các bài kinh Di giáo thì Đức Phật nói rằng cầu thiện tri thức không bằng cầu chánh niệm, cầu thiện hỗ trợ không bằng cầu chánh niệm nơi tự thân, và cuối cùng đó là không có cái gì tuyệt vời bằng, không có gì là chỗ nương vững chắc bằng khéo tự nhiếp niệm trong chánh niệm, tức là khéo tự nhiếp tâm trong chánh niệm. Đây là một phương pháp siêu việt, thuận lợi, hợp lý, không tốn công, không tốn sức như những phương pháp trên này. Hai phần này không cần, nhưng mà nếu lỡ có thì sao? Có người ngoại hộ tốt thì sao? Có thiện tri thức tốt bên cạnh thì sao? Quá hỷ nhận, không có sao cả. Nhưng mà nên nhớ rằng hai phần này vẫn không bì được với cái phần vô cùng quan trọng, đó là khéo tự an trú trong chánh niệm, khéo tự nhiếp niệm. Anh khéo làm cho tâm anh an trú được trong trạng thái chánh niệm là một vị thiện tri thức tuyệt vời, là một vị thiện hộ niệm tuyệt vời. Người ta chia thiện tri thức ra làm nhiều nhiều cấp bậc nghe. Thiện tri thức là thầy, kế đó là chi? Là bạn. Kế đó là chi? Bồ Tát. Và còn một người nữa, ai? Phật cũng là thiện tri thức của chúng ta. Thế nhưng mà khi chúng ta thấy cái chữ thiện tri thức thì chúng ta biết có một cái từ nó phản nghĩa với cái điều này. Đó là chi vậy? Ác tri thức, phải không? Khi có thiện thì có ác. Có một anh ác tri thức, anh nằm ẩn ở đây nữa. Và người ta định nghĩa thế này, thưa các vị: người dẫn ta vào đường danh lợi, dẫn ta vào cái hố hầm tội lỗi, đó là ác tri thức. Và nếu nhìn tỏ tường hơn, đó là trên con đường tu mình phát tâm tu để thành đạt được an lạc, thành đạt được giải thoát. Thế nhưng mà mình vướng phải một vị thầy không dạy cho mình pháp môn hành trì an lạc giải thoát, mà lại dạy cho mình làm giàu. Dạy cho mình chi nữa? Dạy cho mình lăng xăng hướng ngoại, kiếm lợi kiếm danh thì được gọi là ác tri thức. Tại vì nó làm sai đi cái mục đích của mình. Chứ mình đừng nghĩ rằng mình xuất gia vô một cái môi trường là thầy mình dạy cho mình cách để làm giàu, dạy cho mình cách để có lợi, dạy cho mình cách để có danh, thì vị thầy đó cũng là thiện tri thức, thưa không. Đó là vị thầy nhìn bằng con mắt đời thường, đúng là một vị thầy vô cùng thương đệ tử, nhưng mà chính xác không phải là thiện tri thức nghe. Rồi một vị thầy định nghĩa theo cái nghĩa của thiền tông, đó là hướng tâm mình để hướng ngoại lăng xăng vọng động, thì cũng không phải là thiện tri thức. Mà thiện tri thức được định nghĩa đúng với cái tinh thần của nhà thiền, đó là những vị thầy khai sáng tâm ta, có khả năng làm cho ta thể hội được Phật pháp ngay nơi chính tự tâm ta. Cái gì nơi hình hài năm quẩn này là cái không sinh, cái không diệt, cái bất động, cái hiện tiền, cái thể niết bàn, thì gọi là thiện tri thức. Còn nếu vị thầy chỉ hướng dẫn ta trên ngôn ngữ chữ nghĩa, học hành hướng ngoại, và không có chỉ ra cái chỗ chân yếu của pháp môn để hành trì, thì chưa phải là thiện tri thức. Thế cho nên thiện tri thức nó có nhiều tầng là như thế. Và từ cái định nghĩa này, thưa các vị, ta cũng dễ nhận ra là có những vị thầy không giúp được cho ta nhiều lắm, chỉ giúp được một cái điều rất cạn, nó làm nhịp cầu bắt từ bờ này, bờ nhân thế, đi vô bờ tu tập để ta bước vào là một người xuất gia, chứ chưa giúp được gì nhiều cả. Nhưng mà đối với cái đạo nghĩa già lam, đối với cái tình thì vẫn là vị thầy. Do vậy cho nên trong nhà thiền hay là trong chốn tu hành, ta có tới nhiều vị thầy lắm. Vị thầy gì? Thế độ. Vị thầy bổn sư là thầy quy y nha.
Rồi vị thầy mà cạo tóc người ta gọi là thầy Thế Độ, tức là vị thầy cạo tóc, là thầy truyền giới, là thầy truyền pháp, rồi thầy ấn chứng nữa. Thưa các vị, nếu nhà thiền thì có khi là mình học pháp với ngàn vị thầy chứ không phải một. Thế nhưng mà mình được một vị thầy khai ngộ để bừng sáng tâm, thì vị thầy đó là vị thầy truyền đạt diệu pháp để cho chúng ta kế thừa được tâm tông của chư Phật. Đấy mới là vị thầy chính thức. Nuôi sống tuệ mạng của ta, tức là vị thầy sinh ra ta, đó là vị thầy cuối cùng, là người làm cho ta ngộ đạo. Và từ cái nền tảng này, thưa các vị, nếu ở cái trình độ tâm thức bình thường của chúng ta, thì ta nghĩ rằng thầy nào cũng là thầy. Có công cạo tóc, có công nuôi ta, có công giúp cho ta xuất gia, tặng cho ta chiếc pháp y, truyền giới pháp để ta tu, thì ngang đó đủ rồi. Nếu tâm thức mình có một cái nhu cầu ngang đó, thì thưa các vị chỉ ngần đó thôi. Nếu tâm thức mình nó vươn lên đến một chiều cao nữa, mình không bằng lòng với cái con đường là học luật, học kinh để nói năng thao thao, để làm giảng sư hay để làm pháp sư, để có chút lợi danh, mà mình muốn cái gì hơn nữa kia, phải chứng nghiệm pháp thân hiện tiền. Thế thì thưa các vị, cái nhu cầu đó mình sẽ gặp những vị gọi là thiện tri thức cỡ lớn, có khả năng khai ngộ con đường tâm yếu để cho mình tu tập. Tùy vào cái trình độ tâm thức, tùy vào cái trình độ tâm linh của chúng ta, mà chúng ta có những vị thầy trên chặng đường tu chứ không phải một. Tóm lại, dù là vị thầy chi, đó là vị thầy truyền giới cư sĩ cho mình, gọi là thầy bổn sư, hay là vị thầy cạo tóc, hay là vị thầy truyền giới, nhưng mà thưa các vị, cái nguyên tắc của một đời sống có đạo nghĩa giữa trần đời này là dù thầy đó vô cùng dốt nát, dù thầy đó vô cùng nhà quê, hoặc là thầy đó chưa dạy ta được một câu kinh, thế nhưng mà đã có ơn với nhau, đã dính với nhau, đã làm thầy trò với nhau, thì thưa các vị, cái đạo nghĩa già lam không cho phép chúng ta gọi là quay lưng lại với vị thầy. Cái từ trong cái thế giới chùa là phản bội sư môn đó, không quay lưng lại. Dù thầy đó như thế nào là chuyện của thầy, năng lực ổng gần đó, ổng không hơn thì chuyện của ổng, nhưng mà trên bước đường tâm linh ta nhờ bước qua nhịp cầu này cho nên ta bước qua nhịp cầu khác. Cho nên thưa các vị, tùy vào cái trình độ tâm thức tu của các vị, mà trên đường tu các vị sẽ có rất nhiều vị thầy chứ không phải một. Thậm chí có khi các vị sẽ có những vị thầy như là Bồ Tát, như Phật. Thế nhưng mà luôn luôn cái đạo nghĩa của Già Lam đó là ta đối với vị thầy sinh ra ta lần đầu bằng lễ quy y năm giới thôi, thì ta đã hàm ơn rất là lớn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, như trong cái đoạn kinh văn này nói, dù vị thầy đó là Bồ Tát hay Phật, hay là vị đại thiện tri thức ngộ đạo, hay là một vị đại thiền sư nổi danh ở một vùng, ngàn tăng hay 2000 tăng theo bên chân để tu học, thế nhưng mà vị thầy đó sẽ không làm gì được cho các vị cả. Cái năng lực tu tập, năng lực chứng nghiệm, năng lực của niệm định tuệ do các vị phải tự nỗ lực tu thôi, chứ không phải nương tựa bất cứ vị thầy nào. Ông chứng đạo, ông giỏi, ông nổi danh, ông là cái chi, đó là chuyện của ông mà không hề dính gì với ta cả. Ta phải tự mày mò, tự nỗ lực, tự đào xới vùng tâm thức của ta. Thế cho nên cầu thiện tri thức bên ngoài, dù thiện tri thức đó là thầy, là bạn, là Bồ Tát, là Phật gì, cũng không bằng cầu năng lực chánh niệm để tự thân với tu là như vậy. Điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mình thưa thêm, cầu thiện hỗ trợ, nó hàm cái nghĩa là cái người yểm trợ mình trên con đường tu. Giúp đỡ về tinh thần trên con đường tu. Ý thứ hai đó là giúp đỡ ta về vật chất.
Có một lần đó ngài Mahakayip, ngài bị bệnh quằn quại trong cơn đau, không đi khất thực được. Và ông nằm ở trong hang động, ông nhiếp tâm, ông tọa thiền thôi, và chịu đựng cái cơn đau rất là khủng khiếp. Thế rồi có 500 vị thiên từ cõi trời xuống đảnh lễ nói: bạch tôn giả, chúng con thấy rằng ngài đã bị bệnh mà không ăn được cơm và không thể đi khất thực được. Chúng con xin cúng dường một cái loại cháo của cõi trời vô cùng dễ tiêu, vô cùng thơm ngon, cháo nấm đàng hoàng nha. Có tiêu có hành đàng hoàng, cháo giải cảm à. Xin ngài vui lòng ngài thọ nhận cho thiên giới chúng con được phước. Ông nói không, ta phát nguyện rằng trọn đời ta hành đầu đà hạnh, chỉ ăn thức ăn do ta ôm bát đi xin. Khắp phố phường những người dân lao động khó khăn nghèo nàn, ta không hề nhận thức ăn của người giàu có cũng đặc biệt. Huống nữa các ông là từ cõi trời xuống thì đừng hòng ta nhận mất công. Ta bệnh thì bệnh, đói thì đói, chết thì bỏ thôi, nhưng mà ta không trái với bản nguyện của ta. Và sau đó thì thưa các vị, tới chừng cả tuần sau ông bắt đầu khỏe mạnh lại, bắt đầu chống gậy, ôm bát đi xin, đi vào phố phường của thành Xá Vệ và khất thực. Nhà nghèo nhà giàu gì, những người thợ thiền, những người buôn bán gì, ai cho dắt xôi củ khoai gì bỏ vô bát rồi về chú nguyện đàng hoàng thọ thực. Và sau đó thì Đức Thế Tôn có nói một bài kể rất là hay ở trong cái phần cảm hứng ngữ trong tiểu bộ kinh. Bây giờ mình giới thiệu kinh cho các vị đọc. Lâu lâu các vị nên đọc trong tiểu bộ kinh, có nhiều bài vô cùng là dễ thương vậy đó. Thế Tôn khen ngợi hết lời. Đại ý cái bài khen ngợi đó là một tỳ kheo không nương vào bất cứ điều kiện gì của thập phương thí chủ, mà hãy sống tinh cần tỉnh giác trên cái năng lực tự nội thôi. Và từ cái điều này trở lại vấn đề, thưa các vị, cầu hỗ trợ của những vị thiện tri thức bên ngoài, tức là những cư sĩ cúng dường đối với một người tu muốn xả ly tất cả những cái triền phược của thế gian, thì chúng ta nên làm một điều, đó là an trú nơi chánh pháp, an trú nơi tứ y pháp, nương vào bình bát, nương vào âm tranh, nương vào cây cỏ để trị liệu, giống như tứ y của tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, phải không? Đây là cái định chuẩn của mười phương ba đời chư Như Lai à, chứ không phải riêng một Đức Thích Ca chế tác đâu. Và cái điều tuyệt vời là khi chúng ta có cái nỗ lực như vậy, tức là không biết sợ đói là gì, sợ nghèo là gì, sợ chết là gì, thì các vị còn sợ cái chi nữa? Không có ai làm lai đạo, không ai khuynh đảo các vị được cả, không ai thao túng được cả. Còn nếu mình tựa nương với người, tựa nương vào cư sĩ yểm trợ mình, thì cái chuyện gì phát sinh? Thao túng mình, sai xử mình, và vô hình trung nó hình thành một cái ban trị sư, chứ không phải là ban trị sự của các chùa, thưa các vị. Họ bỏ tiền ra vài ba trăm ngàn, các cái chùa họ mua cái nhà về, họ mời ông thầy tới, mời một sư cô tới, ở mà hài lòng họ thì ta chết, mà ở không hài lòng họ thì họ vứt đồ mình, nó đuổi mình đi. Và cái chuyện này nó xảy ra khắp nước Mỹ chứ không phải một nơi nghe. Rồi mình dõi mắt nhìn qua vòng bên kia Thái Bình Dương, nhìn về Việt Nam cũng lâm vô cái tình trạng như thế. Tất cả những cái chùa cao Phật lớn cất rất là tráng lệ, thưa các vị, đều bị những đại gia giàu có của Việt Nam thao túng cả. Nó ném một cục tiền vô, nó biểu các cái chùa, thế rồi nó vô, thưa các vị, đa phần nó đều không biết tu tập chi. Tâm của nó tràn đầy ác pháp, nó vì lợi vì danh thôi, cho nên nó biểu làm cái này, làm cái này, làm cái này, không làm á là không được với nó. Tại vì mình đã nhận tiền người ta. Thế cho nên thưa các vị, cầu thiện hỗ trợ về vật chất mà nặng bao nhiêu thì chúng ta càng bị lệ thuộc nhiều bấy nhiêu. Lệ thuộc một bữa ăn đã phiền phức, huống nữa là lệ thuộc vào một cái chùa, lệ thuộc vào những cái công trình làm đạo, nó vô cùng là phức tạp.
và đánh mất phẩm chất người tu chúng ta hồi nào không hay. Nói một vòng rồi nói trở lại, thưa các vị, chưa có một cái đại chúng nào phước lớn như đại chúng Làng Mai nghe. Các vị không phải ở cái chùa của Phật tử tín đồ nào xây dựng cho các vị cả, mà chùa do chính năng lực, tài lực của sư ông để hình thành. Không có ai mà tự hào tôi là đại thí chủ của tu viện Lộc Uyển cả. Đố dám, lạng quạng mấy thầy đuổi ra thì có. Và sống hiên ngang, sống không biết sợ ai cả, chỉ có sợ sư ông thôi. Cũng phải có một người đi sợ chứ. Thưa các vị, không lo nợ nần, không lo tiền của, không lo gạo thóc, không lo bất cứ một cái thứ gì cả. Các vị lại rủng ra rủng rỉnh, cứ tới tháng là có 50 đồng bỏ túi tiêu, sung sướng cuộc đời làm sao. Đâu cần nhiều, ngần đó thôi, đủ mua trà uống rồi. Và thưa các vị, dù cho các vị làm ra bao nhiêu tiền thì cũng hết. Và các vị có chỉ 50 đồng thôi thì các vị cũng phong lưu như bất cứ người phong lưu nào giữa trần thế. Thì mình hình dung ra là không có một cái tập thể chúng nào mà tuyệt vời như chúng Làng Mai cả. Tất cả các trung tâm, không có trung tâm nào nợ nần mà phải tất tả đi kiếm tiền để trả nợ trả nần ai cả. Cái chuyện đó của thầy lo, không phải chuyện của ta, phải không? Và chúng ta cứ ăn sang, cứ mặc đẹp thôi. Bố chúng ta thì giàu cho nên ta không ngán đất trời chi, còn bố ta xài hà tiện là chuyện của ổng. Còn chúng ta thì có bố giàu cho nên không ngán đất trời chi. Và cái chuyện này thưa các vị nó rất là tự nhiên thôi, cho nên chưa có một tập thể đại chúng nào mà tràn đầy phước lành như các vị cả. Sống trong một cái môi trường, trong một cái điều kiện, mình hình dung là không có một cái trung tâm tu nào của Làng Mai mà chật chội, mà ngột ngạt, mà phố thị ồn ào, nhộn nhịp, ngựa xe gì cả. Toàn là những nơi chốn, đất rộng, người thưa, để chúng ta có thể dạo chơi cả một núi rừng, tiếp xúc với thiên nhiên mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi trưa. Không bị lệ thuộc vào cái tình trạng này, thiện hỗ trợ. Không có một cư sĩ nào lên đây mà lý sự gì với các thầy các cô được hả? Và vô cùng là hạnh phúc thưa các vị. Mình sống nhăn răng ra đó, người ta tới không tới mình cũng sống nhăn răng, không có chết chóc gì đâu. Cứ tu thôi chứ không có việc gì phải làm khác nữa cả. Không có cần thù tiếp, vãng lai, xung xe, lấy lòng, lấy dạ gì hết. Đến thì dạy cho tu, không đến thì ráng chịu thôi. Hàng quán tôi là hàng quán bán đồ ngon cho nên không cần quảng cáo, phải không? Đồ người ta dỏm người ta quảng cáo chứ đồ mình đồ thiệt mà. Hàng hiệu mà không cần quảng cáo. Rất là ngầu. Cái phần yểm trợ tinh thần thưa các vị, nó bao hàm có khi đó là những vị thiện tri thức, có khi là những người bạn, có khi là những người cư sĩ. Đa phần trong quá khứ, những người cư sĩ, đệ tử Đức Thế Tôn, họ đều là những người cư sĩ thấy được đạo rồi nghe. Tức là họ đi vô cái tầng thứ nhất của thánh quả, tức là đã vào dự lưu quả. Dự lưu. Cái tầng đầu của bốn thánh quả. Như bà Visakha, bà Videhi, Mạc Lị Phu Nhân, vân vân. Tức là những đại thí chủ ngày xưa đều đi vào quả dự lưu cả. Niềm tin Phật Pháp kiên định là một, vô cùng kính trọng Phật Pháp Tăng là hai. Và khi các vị cư sĩ kia mà phát giác được các thầy tỳ kheo, các vị tỳ kheo ni có những cái lỗi lầm, có những cái sai phạm hoặc có những cái vụng về, thì thưa các vị, họ rất là chuẩn xác. Họ muốn củng cố cho cái phạm hạnh của tăng đoàn, cho nên họ thường đến thưa thỉnh với Đức Thế Tôn. Chứ còn không hề có một cái tên cư sĩ nào mà nhỏ mỏ, mà lý sự, mà thị phi, dám tọc mạch cái điều gì đối với tăng đoàn cả. Và đặc biệt là Đức Thế Tôn, khi nghe cư sĩ mách điều này, điều nọ, điều kia, thì Ngài đều kêu các vị tỳ kheo đó ba mặt một lời hỏi đàng hoàng, chứ không phải vô duyên vô cớ rồi nghe lời cư sĩ mà trách cứ các thầy các sư cô. Không hề. Đây là một cái điều nó vô cùng là tinh tế mà chúng ta phải học nghe.
Trong nội bộ của tỳ kheo, tỳ kheo ni có bất cứ sự gì thì đóng cửa dạy nhau. Không có cái chuyện là cho cư sĩ tham gia vô bất cứ cái lĩnh vực chi trong nội bộ của tăng già. Và cư sĩ họ không có quyền, không có quyền nói thị nói phi gì về đời sống của chư tăng cả. Và sở dĩ họ nói là do vì, thưa các vị, do vì chúng ta kém tu, chúng ta giao tế rất là thân tình với họ, mọi việc đều nói cho họ biết, cho nên cái sự bất kính của người cư sĩ mới xảy ra thôi. Do vậy cái điều ta nên nhận diện đó là đa phần những người yểm trợ tinh thần trong quá khứ của tăng đoàn đều đã chứng dự lưu quả cả. Và cái cách hành xử Đức Thế Tôn ngày xưa và tăng đoàn ngày xưa nó rất khác với giáo hội bây giờ, với tăng đoàn bây giờ. Bây giờ thưa các vị, giáo hội của chúng ta để cho cư sĩ họ thao túng, họ lái mấy thầy đi, họ sai sử vào những cái việc không phải là việc của một thầy tu làm. Thế cho nên nó vô cùng khác biệt. Ta phải học lại điều này và suy nghĩ về điều này cho kỹ. Bằng không thì thưa các vị, mình làm cho tăng đoàn càng ngày nó càng suy thoái nghiêm trọng. Đó là cái điều thứ hai chúng ta nói về cầu thiện hỗ trợ. Và cái điều cuối của thiện hỗ trợ này là điều này. Thế Tôn xác định là dù cho những vị thiện hỗ trợ về tinh thần, về vật chất có tuyệt vời đến mấy, cũng không bằng anh quay về nương với năng lực chánh niệm tự nội để tu. Và cái hải đảo vô cùng là vững chắc, vô cùng an ổn, đó là hải đảo tự thân. Đó là năng lượng chánh niệm nơi tự thân ta, chứ không phải là từ bên ngoài. Dù đó là thiện tri thức, dù đó là người cư sĩ, dù đó là thầy ta, dù đó là Bồ Tát, dù đó là Phật, cũng không ai bì được với năng lực chánh niệm tự nội của chính các vị cả. Đó là cái điều đầu chúng ta đi vô để thấy là cái pháp thực tập vô cùng căn bản là quay về an trú ngay nơi chánh niệm tự thân. Thế là có một điều khai thác cái phần này, mình khai thác một nét đại cương thôi, rồi chúng ta sẽ hẹn lại tháng 7 chúng ta học tiếp. Đi mất hết nửa tháng rồi. Có ba điều trong cái phần nhiếp niệm này thưa các vị. Cái tầng thứ nhất đó là các vị nhiếp vào thiện niệm, tức là nhiếp tâm vào thiện niệm đó. Tầng thứ hai, nhiếp tâm vào pháp học và pháp hành. Và phần thứ ba, nhiếp tâm vào thể vô niệm. Mình giải thích một chút và chúng ta hồi hướng nhà rồi, để thôi bà con cứ ngáp lên ngáp xuống, buồn ngủ quá đi. Thấy chị kính nghiêm chỉ buồn ngủ quá mà. Buồn mẫn nghiêm hả? Ca sĩ người ta hát hay thế này mà dưới ngáy phò phò. Rìu ríu ca sĩ quá đi. Mình chia ra ba tầng như thế này để cho các vị thực tập nó rất là dễ. Tâm mình nhiếp vô thiện niệm á, tức là khi nhìn, khi tiếp xúc với bất cứ một đối tượng nào trước mặt mình, mình đừng bao giờ khởi ác niệm, tức là khởi tất cả những cái niệm tiêu cực về bất cứ ai hết. Dù người đó đáng ghét, dù người đó là kẻ thù, dù người đó đã từng gây phiền muộn cho mình, đã từng quỷ nhục mình, đã từng chà đạp mình. Nhưng mà khi đối diện bất cứ người nào thì các vị đừng bao giờ khởi ác niệm với người đó. Luôn khởi cái niệm rất là lành thiện đối với tất cả mọi người mà ta tiếp xúc. Để làm chi? Để làm chi? Sống như thế rất là thông minh thôi các vị. Đó là các vị luôn lòng tràn đầy cái niệm thương yêu, cái niệm tri ân, cái niệm hoan hỷ, thì tự mình làm đời sống mình nó thanh thản là một, an lạc là hai, và nó vô cùng giàu có là ba. Cạn nhất là mình làm cho thân mình an lạc, thân mình khỏe, tật bệnh không phát sinh, tuổi thọ được kéo dài,
niềm vui luôn có mặt, và trẻ rất là lâu nha. Còn nếu mình nhìn người, nhìn đối tượng mà mình khởi phiền muộn, khởi thù hận, khởi đắng cay, khởi ganh tị, thì điều thứ nhất là anh chuốc độc đời sống anh. Cái từ chuốc độc rất hay lắm á, các vị phải học cái từ này. Chuốc độc nghĩa là gì? Bác Nghiêm dịch cái từ chuốc độc là gì? Thưa các vị, chuốc độc có nghĩa là người ta ép mình uống thuốc độc từng chút vậy đó, là chuốc độc. Người ta có thể lừa mình để mỗi bữa mình uống một chút thuốc độc để dần dần mình chết, nào không hay gọi là chuốc độc. Khi mình khởi ác niệm về bất cứ người nào là mình tự chuốc độc đời mình, tức là tự đầu độc mình từng ngày để đi dần vào cái chết. Tại vì tâm thức của anh mà đã khởi phiền muộn, khởi bất an, khởi thù hận, thì bên trong anh nó tràn đầy cái ô uế của tâm thức, rồi nó làm cho những cái hệ nội tiết tố của anh, tức là những cái hóa chất trong não anh, nó tiết ra một cái loại vô cùng độc hại, nó tàn phá gan anh, tàn phá tim anh, nó giết đời sống anh. Cho nên cái cách cạn nhất đó là nhiếp tâm vào thiện niệm, đó là một phương pháp tu có lợi ích liền ngay tự thân. Điều thứ hai, nhiếp tâm vào pháp học và pháp hành có nghĩa là chi? Pháp học đó là Tam Tạng Thánh Điển Như Lai. Thưa các vị, mỗi một ngày các vị đọc một bài vô hình trung, nó quân tập vào tâm thức của các vị càng ngày càng giàu. Và khi tâm thức chúng ta tràn đầy lời dạy giải thoát của Đức Thế Tôn, thì cái việc rất tự nhiên đó là các vị nhìn thì chánh pháp nó hiển lộ, các vị nói thì chánh pháp hiển lộ, các vị cư xử thì chánh pháp hiển lộ, các vị suy nghĩ thì chánh pháp nó tuôn chảy thôi. Tại vì nó đầy bên trong đây thì nó phải tuôn chảy ra thôi. Và không có một vị thầy nào giỏi hay một vị thầy đức hạnh nào mà không làm cái việc này cả. Cái gì anh quân đâu vô bên trong thì nó có điều kiện nó biểu hiện ra bên ngoài. Còn anh không quân vô bên trong thì lòng anh nó trống, không có cái gì để biểu hiện được khi cần cả. Nếu mỗi ngày anh không quân lời của bậc thánh giải thoát để có năng lực giải thoát, năng lực lời kinh vô cùng tuyệt vời, trái tim anh thì anh sẽ nói những lời phàm tục, ô uế, những lời vụng về, khó nghe, từ phiền não sinh khởi thôi. Chuyện nó là như vậy. Cho nên pháp học mỗi ngày phải quân tối thiểu một ngày phải đọc một bài kinh nghe. Pháp hành thưa các vị vô cùng quan trọng, là từng phút một của thời gian chúng ta phải tu. Năng lực chánh niệm nó phải đi theo các vị tròn một vòng từ sáng tới tối. Vụng là như vậy đi. Giỏi thì từ tối cho tới sáng luôn, một vòng tròn như thế. Gọi là nhiếp tâm vào hai phần pháp học và pháp hành. Rồi cái phần tuyệt vời cuối cùng là nhiếp tâm vào trạng thái vô niệm. Vô niệm nhưng mà tràn đầy nhận biết, không còn những cái suy nghĩ lao xao lăng xăng hôm nay, luôn an tĩnh, tống vắng nhưng mà chiếu sáng năng lực tuệ tri, nó luôn có mặt, gọi là nhiếp tâm vào vô niệm. Đây là cái từng rất là thuần thục của người đã có được năng lực chánh niệm lâu bền thì đạt đến cái điều này thôi, thưa các vị. Đó là ba cấp độ khéo tự nhiếp niệm. Rồi ngần này việc chúng ta làm bao lâu thì xong đấy? Ba việc này thôi, làm bao lâu? Một đời miệt mài, thưa các vị. Một đời làm không xong thì ngàn vạn đời cũng làm ngần này việc thôi. Và mỗi sáng thức giấc mình nên chắp tay hướng về mười phương chư Như Lai, phát nguyện rằng con đời này tu không thành đạt được sự giác ngộ thì đời đời kiếp kiếp khi con sinh ra, con liền khoác pháp phục Như Lai, con học giáo pháp của Đức Phật, con liền ở nhà của Đức Phật, con là một người xuất gia để kế thừa dòng chảy chánh pháp của Thế Tôn thôi. Cái điều này các vị phải phát nguyện từng ngày một, từng sáng thức giấc một, từng buổi tối trước khi ngủ, bằng không thì nó quên. Thức giấc rồi chưa vội bước chân xuống giường làm gì, nằm yên chắp tay phát nguyện liền, để gieo cái hạt mầm này vào trong tâm thức rất là sâu.
hứa với lòng rằng con đời đời kiếp kiếp sinh ra là sinh vào nhà Như Lai, sinh ra là ngồi tòa của Như Lai, ở nhà Như Lai, mặc áo của Như Lai, ăn cơm Như Lai, làm việc của Như Lai. Đời đời kiếp kiếp sinh ra, con nguyện là theo chánh pháp, tu học chánh pháp, cho tới lúc thành tựu quả Phật thôi nghe. Nên làm đi, đừng đợi đi rửa mặt nó quên, thức giấc làm liền. Đấy không phải là việc của các vị xuất gia không, mà cư sĩ cũng nên làm. Các vị sẽ không tìm đâu ra một nguồn tuệ giác tuyệt vời như những lời dạy của Đức Phật trong Kinh Văn hết. Trần thế này chưa có một tôn giáo nào có được cái nguồn tuệ giác sâu xa, thực tiễn, giúp người ta lấy đi hết những nỗi khổ niềm đau như tuệ giác của Đức Thế Tôn. Và chưa có một pháp hành trì nào mà nó vô cùng gần gũi dễ thực tập như pháp hành trì của Đức Phật dạy. Và cũng chưa có một tôn giáo nào đầy trí tuệ và từ bi, mang đặc tính văn hóa toàn cầu giống như lời dạy Đức Phật. Cái này không phải mình là đệ tử Phật rồi mình khen chi, nhưng mà các vị đối chiếu với truyền thống Kitô, với truyền thống Hồi giáo, với truyền thống Bà La Môn, vân vân, thì các vị thấy ngay. Và thưa đại chúng là xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Và mình xin vắng nhà cho tới tháng 7 mình mới về lại. Cuối tuần này đi vắng rồi. Khóa tu ở miền Đông Hoa Kỳ 15 ngày. Sau đó thì qua Canada mất hết 3-4 ngày chỉ đó. Chắc vào ngày lễ độc lập thì mình có mặt ở nơi đây. Và chúng ta sẽ có dịp học lại những bài kinh Di giáo như thế này. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.